Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ri Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 10: sóng điện thoại, wifi gây ung thư não. Sóng điện thoại và wifi đều là loại sóng từ tần số radio. Về lý thuyết, một loại sóng điện từ nào đó muốn có khả năng gây ung thư thì cần phải có năng lượng đủ mạnh để phá hoại DNA của tế bào. Như đã đề cập ở tin đồn số 9, việc DNA bị phá hoại là tiền đề để hình thành ung thư. Sóng điện từ muốn đủ năng lượng để phá hoại DNA thì cần phải có tần số rất lớn, cỡ tia cực tím trở lên. Sóng điện thoại và wifi có tần số rất nhỏ so với tia cực tím, thậm chí còn nhỏ hơn cả tia hồng ngoại do cơ thể mỗi người phát ra, nên về lý thuyết, loại sóng điện từ này không thể gây ung thư được. Tuy lý thuyết là vậy, nhưng do sự phổ biến của chúng, nên khoa học vẫn theo dõi sát sao về các vấn đề sức khỏe mà chúng có thể sinh ra, trong đó bao gồm cả khả năng gây ung thư. Đến nay, có 3 nghiên cứu quy mô lớn đã được thực hiện để xem xét vấn đề này, bao gồm nghiên cứu Interphone, The Interphone Study, với trên 5.000 người ở 13 quốc gia tham gia, thực hiện bởi IRAC của WHO. Nghiên cứu Dan Scott, The Danish National Cohort Study, với trên 350.000 người tham gia tại Đan Mạch, theo dõi suốt hơn 12 năm. Nghiên cứu Triệu Phụ Nữ, The Million Women Study, với hơn 800.000 người tham gia tại Anh Quốc trong suốt 7 năm. Mỗi nghiên cứu đều có ưu, nhược, khuyết điểm riêng trong phương pháp nghiên cứu. Nhưng tự trung, các kết quả đều đồng thuận rằng không có mối liên hệ rõ rệt giữa ung thư với việc sử dụng điện thoại, bao gồm cả ung thư não. Theo đó, đến nay, tất cả các tổ chức khoa học và y tế trên thế giới đều kết luận sóng điện thoại và sóng wifi không cho thấy mối liên hệ với nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, các nghiên cứu vẫn cần tiếp diễn và theo dõi. Tuy các kết luận khoa học cho thấy sóng điện thoại và sóng wifi là an toàn, các tổ chức khoa học và y tế trên thế giới vẫn giữ tâm thế thận trọng vì sự phổ biến và thiết yếu của loại sóng này trong cuộc sống hiện nay. Một vài lời khuyên cho người sử dụng: nên sử dụng chức năng loa ngoài hoặc dùng tai nghe có mic để đàm thoại trong thời gian dài. Hạn chế trẻ nhỏ sử dụng điện thoại di động và các thiết bị có thu phát sóng điện từ như máy tính bảng. Chọn điện thoại có tỷ lệ hấp thụ riêng SAR thấp. Theo quy định mới, SAR tối đa là 1,6 W cho mỗi kg cân nặng của cơ thể. Hầu hết các điện thoại hiện nay đều đạt chuẩn này, trừ những điện thoại không tên tuổi. Sự thật, không tìm thấy mối liên hệ giữa sóng điện thoại, wifi với ung thư não cho đến nay. Thạc sĩ Nguyễn Cao Luân. Xin phép được nói thêm, SAR là viết tắt của từ tiếng Anh Specific Absorption Rate, gọi là tỷ lệ hấp thụ riêng. Đây là đơn vị đo mức năng lượng tần số radio được hấp thụ bởi cơ thể khi sử dụng điện thoại di động. Mặc dù SAR được xác định ở mức công suất được chứng nhận cao nhất trong điều kiện phòng thí nghiệm, mức SAR thực sự của điện thoại trong khi sử dụng thường thấp hơn so với giá trị này. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại!